Chào cả nhà, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người em máy cưa hụp cổ. Em này thì trang bị lam Latin 58 cm nha. Xích hầu tròn, xích S4. M chân S4 hầu tròn. Đây, quay cho các bác xem, cho cả nhà xem này. Hôm nay thì tình trạng là dọn nổ ok rồi nhé. Ốp lam thì nó hơi bị nứt nứt tí đây do va đập, do vận chuyển. Em này là 52 ly, 2 bạc. Đây, tên đây, không biết là bao nhiêu cc đâu. Havana Golden cái gì, hai bao nhiêu cd. Hơi tên nổ nhé. Vào tiếng nổ luôn. Kéo le giật từng từng từng, đóng le giật 1 2. Cho găng ti nhỏ quá. Tí nhỏ quá. Hãy subscribe.